Hồ Ngọc Hà kêu trời vì dáng người bá đạo của con gái, hé lộ lý do Lisa không thích mặc váy. Lisa con gái cưng của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những em bé nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội hiện nay. Nhắc kỳ chưa đầy 3 tuổi nhưng đã thể hiện tính cách rất chững chạc, thông minh và hiểu chuyện khiến Hồ Ngọc Hà không khỏi tự hào mỗi khi nhắc tới tuy nhiên cô bé lisa cũng có không ít những khoảnh khắc hồn nhiên hài hước khiến mẹ bỏ tay mới đây hồ ngọc hà đã chia sẻ trên trang instagram hình ảnh lisa mặc váy đến nhà hàng nhưng lại thích ngồi xổm trong lúc ăn uống mặc dù đã được mẹ dặn phải ngồi như thế nào khi mặc váy nhưng lisa chỉ chăm chú vào đồ ăn và ngồi theo kiểu mà cô bé cảm thấy thoải mái nhất Nhìn những hình ảnh này, cộng đồng mạng đã liên tiếp để lại nhiều bình luận thú vị về Lisa. Còn riêng Hồ Ngọc Hà chỉ biết bày tỏ sự bất lực. Con gái yêu, mẹ chỉ là mặc váy ngồi sao nhỉ, trời ơi, đó là lý do bà ấy không thích mặc váy. Trong khi cô chị Lisa gây cười với dáng người bà đạo thì cậu em sinh đôi Leon hôm nay lại trở nên bẽn lẽn, khác với dáng vẻ tiểu táo thường ngày. Leon vui chơi rất điềm đạm, thỉnh thoảng lại ngước lên mỉm cười nhẹ. Lisa và Leon là cặp song sinh của Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, chào đời vào cuối năm 2020. Từ khi mới chào đời, hai nhóc tì đã thu hút sự quan tâm của công chúng và có hàng trăm nghìn fan trên mạng xã hội. Khác với khi sinh con trai lớn Subel, Hồ Ngọc Hà hiện tại khá thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh của cặp song sinh lên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho rằng đây là cách để cô lưu lại những kỷ niệm đẹp vì có thể khi Lisa và Leon lớn lên sẽ không còn thích chụp ảnh nữa.